Hôm nay review cái phong mới cho anh em nha. Hôm nay là phong V-Shell. Đó. Anh em nào thích cái phong này đặt hàng tại Dollar Bar Sport nha. Phong này thì mình thấy cũng nhỏ gọn này, đẹp nè. Phong số thì nó cũng rõ ràng, hay nó không kiểu cách lắm. Nó cách điệu qua cái đường Đức bên trong, nhưng mà nó thể hiện cái số của mình là nó đẹp. Thể hiện cái số nó không có bị kiểu cách, khó đọc. Thì đây là phù hợp cho các bạn làm doanh nghiệp công ty để có bộ phong số đẹp và dễ đọc, dễ hình dung không? Ok, anh em nào thích đồng phục thể thao, đồ bóng chuyền thì có thể là đặt hàng tại Dollar Bar Sport, tại website dollarbar.com.vn. Ok anh em. Rồi quay lại một lần nữa phong cho anh em nhìn ha. Ok. Không thì nói chung là tương đối cũng nhỏ gọn đẹp nè. Vừa đẹp đó. Không cần phải bự lắm đâu. Ok.